Bắt đầu chưa nhỉ? Rồi. Vào đây, không thấy đâu. Cái gì em có con mắt để là kinh quá. Minasan, konbanwa. こういうメガネ、こういう帽子がいいですね。皆さん、こんばんは。あ、サンダー thay đổi kinh khủng ấy nhỉ? Hết huy chương vàng rồi đấy là ông già Noel rồi đấy, robot này. Ôi, tối thế. Xin chào. Chào heo lười. Kêu sang có bao ạ. Ở đây mình tắt bỏ những cái ứng dụng này đi. Mình trông nó xấu quá. Nên. Không bao ạ, bên này. Không bao ạ. Mô, nì chiều bì nù yô rù đếc nè. Hay ai đếc nè. Asta kara mata sì gô tô tô bèn kiô hà dì mà chào đếc nè. Vô tóc lại á. Kẻ nó vừa gội đầu xong thế. Không phải đi vuốt đâu, vuốt thì mọi người lại đi mất, không ai đợi nữa. Thầy là idol của em. Thầy có cái gì đâu mà là idol. Cô á, cô có khỏe, nhưng mà vẫn đang vướng mắc một vài bệnh. Gì càng phải chạy hay đấy nè. Con dê dê á, ở nhà là gọi là Sâm, nhưng mà tên thì chưa, vẫn chưa đăng ký, nhưng mà tên thì sẽ là Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh. Đấy. Tên dài không, nghe kêu không? Tắt bỏ. Con gái nhìn avatar giống con trai quá. Chuẩn bị bắt đầu được chưa? 6:57 rồi, hôm nay bắt đầu sớm, giờ phải về nhà. Ý nào mày không? Nay ông Nhật dạy cho em từ Sekihara, thú vị không ạ? Sekihara là tiếng Việt là gì quên không? Sekihara là kiểu sàm sỡ con gái á, thì người ta gọi là bị thế nào nhỉ? Kiểu sàm sỡ á, ừ, đúng không? Hi sen se ạ. Quấy rối tình dục, Sekihara quấy rối tình dục. Vào nickname của thầy á, Dũng Mori thì sẽ thấy ảnh mà. Ok. Hay. Cầm nhau bắt đầu thôi. À, sắp hết tháng 5 rồi nha, hôm nay là 20 rồi, còn 10 ngày nữa thôi. Thì website hiện nay vẫn là đặt thêm 2 tháng cho các bạn đăng ký khoa học bất kỳ nhá. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào. Vào buổi thứ 6. Lâu lên đi. Người chào một tí. Sâm á, Sâm có ngoan. Sâm chỉ biết ăn, biết ị đâu. Không biết khóc. Không biết ngủ. Mày bị nghiêng nhau nhỉ? Mày nghiêng nhỉ?
đầu rồi. Bắt đầu luôn nhá. Câu đầu tiên. Ok, ok, câu đầu tiên. Chúng ta làm bài nhá, học luôn nhá. Câu đầu tiên này. 彼はエンジニアの仕事でたくさん何々している。まあ、ちょっと別にね。エル。うん。はい、カウントの番に1番、1番、1番、1番おい、来ないぜ、エド1番だわ、ロア稼ぐ、ロングゴープの稼ぐ、ロア稼ぐね、稼げるですね稼ぐ、稼いでるっていう、ロア anh ấy kiếm được rất là nhiều đúng không? お金を稼ぐ tức là kiếm tiền, đúng không? Anh ấy kiếm được rất là nhiều với công việc làm kỹ sư, câu này dễ rồi đúng không? Rồi e là nhận được cái gì đó bằng mẹ một hai mas đúng không? Ake cho ai đó cái gì đó, uke cũng là tiếp nhận, được chưa? Câu này dễ rồi, chuyển sang câu tiếp theo, đúng không? Đấy, câu tiếp theo này. 嘘を言わず何々で話し合いたい。話し合いたい。はい、chúng ta cùng nhau đọc chữ Hán. Chữ đầu tiên nha, đầu tiên dễ rồi đúng không? Học là ba phải đọc chữ này rồi. Chữ này là iken, tức là ý kiến, đúng không? Chữ số hai của chúng ta đó chính là honne, đúng không? Honne. Dạ. Honne là gì? Là thật tâm. Đấy chưa nhỉ? Hon là chữ bản này, đúng không? Ne tức là âm thanh, đúng không nào? Đấy chưa nhỉ? Hay là thật tâm. Tiếp theo. Kaito là đáp án, được chưa? Tiếp theo, seikai là chính xác, đúng không? Seikai desu. Được chưa? Chúng ta có sẵn sàng số mấy? Nói cho ý nghĩa rồi là điền là được đúng không? Ừ, đúng rồi. Tôi muốn chúng ta cùng nhau nói chuyện một cách thật lòng hay là thật tâm nhỉ? Đúng không nào? Nói chuyện cách thật lòng, thật tâm, không nói dối nhau. Được chưa? Từ số iwazu. Iwazu ở đây cũng là ba, các bạn học qua chưa? Bảo mẹ iwanai de đúng không? Iwanai de. Được chưa? Bạn nào chưa học mẫu dự thì chúng ta sẽ học lại nhá trong các video clip N3. Đấy, câu tiếp theo này. この車はまだ新しいのでほんにゃららだ。1番ピカピカ、2番フラフラ、3番ペコペコ、くるくる。次第một một 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 tạt một heo lười một, câu này cũng dễ rồi đúng không? Đấy, khi mà chúng ta gì nhỉ, một cái gì đó mới hay là khi mà chúng ta lau kính chẳng hạn đúng không, thì nó sẽ thế nào, sáng bóng đúng không, bóng loáng đúng không? Ừ, thì chúng ta sẽ có một từ đó là pika pika đúng không? Pika pika đó vẫn còn mới, vẫn còn bóng quá đúng nhỉ? Còn có một từ nữa các bạn hay bị nhầm, nữa từ gì nhỉ? Kira kira này đúng không? Kira kira là như kiểu là sao sáng lấp lánh, lấp lánh như là đẹp, nhớ chưa? Còn đây chỉ là bóng thôi, bóng loáng thôi, được chưa nhỉ? Ánh kim tuyến lấp lánh là dùng từ này nhá. Kira kira là cái nào? Fura fura là cảm thấy như là chóng mặt đúng không? Mệt mỏi, chóng mặt, đứng dậy phát fura fura stemas đúng không? Atama ga fura fura. Tiếp theo, peko peko, onaka ga peko peko da, tức là bụng sôi sùng sục ấy, đúng nhỉ? Tiếp theo, kuru kuru hay là guru guru,
hai từ này cũng bằng nghĩa với nhau chưa? Thì nó có nghĩa là gì nhỉ? Quay lòng vòng đây nhỉ, kiểu nó lòng vòng cứ đưa thấy bên trai như người Nhật thì người ta bảo cứ đưa là những cái vật nhỏ nó quay, vật nhỏ nhỏ tí tí quay, còn cứ đưa là vật to, ví dụ như bánh xe ô tô nhỉ, cứ đưa thế nào. Đấy, câu tiếp theo để tôi các bạn đọc đấy. Mai đi chi thì đây cô tê đấy này. Này chữ này là chữ trong chữ cả cô này đúng không nào, còn chữ này là trong chữ niwa vườn đúng không, thì là đây là sân trường đúng không, sân trường đúng không. Đấy, nokio suru no wa taien da nào. Câu đầu tiên tê đê được nhé, tê đê tê ý đê được chưa. Câu số 2 là tê bi ki. Câu số 3 tê đa si và câu số 4 là tê nư ki được nhé, tê nư ki nào, tê bi ki và tê nư ki. Đấy, ý nghĩa này các bạn cho đáp án luôn đi, xong thì chi 833 người 4 4 2 4 1 1. Hay chúng ta sẽ lấy theo ý kiến của số đông là gì đây, đây đây 1番 là bao nhiêu là 1 đấy nhé, 1番 1 có nghĩa là chăm sóc đấy nhỉ. Hay ngày nào, mai thì chi là ngày nào chăm sóc, ngày nào cũng chăm sóc cây ở nhà trường, ở dưới trường, ở dưới sân trường thì thật là vất vả nhé. Cây ở trong trường thì chứ nào, thật là vất vả, thấy chưa. Hay cái từ tebiki này nó là chỉ dẫn đấy, nó là chỉ dẫn cái điều gì đó. Nhưng cái từ này thì nào mình cần ít gặp nên là các bạn không cần nhớ được. Tiếp theo chúng ta có từ tedashi, tức là gì nhỉ, can thiệp vào cái gì đó, tedashi đấy, can thiệp vào. Tiếp theo tenuki tức là gì, tenuki tức là mình lấy lỏng cái tay của mình này, tenuki tức là gì, mình thả lỏng nó ra, thì nó mang một nghĩa đó là gì, làm việc rất là chảnh mảng hay là qua loa đấy nhỉ. Các bạn nhớ là tenuki tức là gì, bỏ tay ra, tức là làm việc kiểu hời hợt đấy, để chứ nào thì mình dùng tenuki này. Ok, phân biệt ở điền từ vào chỗ trống này, mỗi một câu một điểm. Thế nhỉ? Thi là chúng ta phải kiếm từng điểm một nhé. Ok. Hay, câu tiếp theo. Hay. Itadaita hon o honnyarara yomou to omoimasu. Nào. 1番 yagate, 2番 ikinari, 3番 sasuku, 4番はっきり。なるほど。てん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 。câu này hơi khó, câu này hơi khó. Ba chắc ạ. Ba chắc ạ. 83. Nguyễn Đình Tuấn 4. Được rồi, hết đáp án không ai làm, nó là 800 người mà comment có được 2-3 người đi. 33 không hiểu con này à? Ok. Hay. Được rồi, ở đây chúng ta sẽ có đáp án 3 và 4, còn 1, 2 này không ai chọn đúng không? Cứ 1 là gì đây? Nhớ đâu mà 1 thì sao? 1 không hiểu nghĩa đúng không? Hay, một của chúng ta yagate có nghĩa là chẳng mấy chốc. Chẳng mấy chốc mà mình đã 40 rồi, đúng không? Chẳng mấy chốc mà mình đã 53 tuổi rồi. Yagate 35 sai ni naru desu ne. Đúng không? Hay, hay là ikinari. Ikinari là đột nhiên desu ne. Bằng mấy kiu ni. Đấy chứ nào? Ikinari. Hay, câu số 3. Sasoku. Sasoku là ngay lập tức, nhanh chóng desu ne. Tôi định gì đây, đọc cuốn sách
mà tôi được cho luôn, đúng không? Luôn này là ngay lập tức đọc. Đây thì chúng ta là gì cả? Sản xuất bằng sư này xem. Đọc ngay đọc luôn này xem. Tiếp theo, hakkiri là rõ ràng, được chưa? Hakkiri itte kudasai. Hakkiri kotae kudasai. はい、こてつやね。あの人の研究者としての何々は長いです。はい、このやり方あれ。ということね。はい。ば、ぼん、ば、あ。三、キャリア。キャリア、キャリア、キャリア。四番が。Career là sự nghiệp, ha. Sự nghiệp gì đây? Là một nhà nghiên cứu, của anh ấy thật là dài đấy. Đây nhỉ? Sự nghiệp với tư cách là nhà nghiên cứu của người đó thật là dài, được chưa? OK. Item, là hạng mục, item là hạng mục. OK. Còn time bằng với lại là time, thời gian đúng không nào? Time. Schedule là lịch trình. Lịch trình. OK chưa? Câu thứ hai nhá. Các bạn nào đang học hay đang có giấy bút thì phải ghi vào nhá chưa? Ghi nội dung của những cái câu này mà. Thấy chưa nhỉ? Đấy, câu này chúng ta làm nhá. Shito, shito, không nhận là để hàn đàn sẽ phải kê mà xem. Chưa? Hãy câu 1 Miai. Miai. Câu 2 Mi Mimawari ですね. Mimawari. Mimawari. Được chưa? Hãy câu 3 là Mitate ですね. Mitate. Mitate. Câu 4 là Mikake ですね. Mimawari. Hãy 4 ngoại hình 4. OK, 4 番 Mikake. Cái từ này có vẻ như các bạn biết rồi đúng không? Mikake ですね. Mikake bằng cái vẻ bề ngoài ですね. Vẻ bề ngoài. Vẻ bề ngoài. Ở đây có một từ nó cũng gần giống là mitame ですね. Bằng với là mitame ですね. Được chưa nhỉ? Hay thì là gì nhỉ? Hàn đoán ở đây chúng ta có từ hàn đoán. Hàn đoán tức là phán đoán, đúng không? Stay away kemasen là không được làm gì đó, không được phán đoán người khác qua vẻ bề ngoài, được chưa nhỉ? Nhìn chăm chăm là mitsume được, được chưa? Đây mitame là vẻ bề ngoài. OK, mimawari. Mimawari là gì? Nhìn xung quanh. Mawari là xung quanh, là mimawari. Miai tức là nhìn nhau, miaimasu, đúng không? Hay còn mitate của chúng ta, mitate của chúng ta là sự lựa chọn ですね. Sore wa watashi no mitate desu, bằng mẹ sentaku ですね, lựa chọn. Còn từ sentaku là lựa chọn, là mitate là sự lựa chọn, được chưa? Hay tiếp theo của tập 3, kare wa tank shita zuzensha wo nani nani naoshite kureta. Thế nhỉ? Hay ngon đọc tan để những can đan đúng không? Thì đọc là tancho này. Tancho, tancho có nghĩa đơn, tancho có nghĩa đơn điệu gì đó, được chưa? Can thứ hai là gì đây? Hay kyo này. Kyo, kyo là gì? Khéo léo, một cái khéo léo, được chưa nào? Hay tokui, chữ này là tokui,
Tập cây là giỏi đúng không? Và đây, Zoto. Zoto. Được nhỉ? Zoto là một cách thượng đẳng, cao cấp. Được chưa nào? Ok, vậy thì chúng ta sẽ có đáp án là gì? Các bạn có hiểu nghĩa của câu này không đã nào? Ừ. Từ này đã gặp bao giờ chưa? Ok, punk có nghĩa là thùng lốp. Được chưa? Nổ lốp xe. Ví dụ xe mình, à xe nổ lốp rồi. 私の自転車がパンクしちゃった. パンクした. Được chưa? Anh ấy đã khéo léo sửa chiếc xe đạp gì nhỉ? Bị thùng lốp cho tôi. Được chưa? Hay thì chúng ta có từ kyo này, là từ khéo léo làm một điều gì đó. Được chưa nhỉ? Than trổ có nghĩa đơn điệu, thục cư là giỏi, còn zoto là thượng hạng nhé. Nhưng mà ở đây chúng ta học thêm một từ zoto này, nó hay sử dụng trong anime, trong truyện tranh nhé, trong manga nó đúng không? Ừ, những cái truyện tranh liên quan đến bọn đầu gấu mafia thì hay dùng từ zoto này. Zoto đó, zoto giờ này cả. Thượng đẳng thượng hạng thì trong tiếng Việt mình có nghĩa là được, mày giỏi lắm lại đây. Nó mang như thế nhá, khi mà các bạn chuyển tranh thì zoto đó, zoto giờ này cả. Ô mày sướng đi, zoto giờ này cả, mày giỏi lắm, được chưa? Ok, いいですか? Đọc truyện tranh thấy câu này thì nhớ cảm ơn thầy Dũng nha. Ok, câu tiếp theo. 明日歩く何々を地図で調べておいた。地図で調べておいた。じゃあ、一番ゴールですね。一番なゴール。二番コース。三番センター。Các bạn xin. Yeah. Nào, con này thử làm như thế nào? Tên. Câu 2 sẽ là quang cảnh. 2 là quang cảnh làm sao được? Tú Hà 2, Mù Tạt 2. Vì sao là 2? 2 có nghĩa là gì? Đâu rồi? Khóa học. Điểm đích. Ok. Quang cảnh là khóa học chuyến nhì. Hoài Phúc. Có một bạn nói đúng, đó chính là bạn Nguyễn Hoài Phúc. Các bạn vỗ tay Nguyễn Hoài Phúc. Trong tình huống này, từ cô sự của chúng ta có nghĩa là lộ trình. Ê nhỉ? Cô sự cũng có nghĩa là khóa học. Được chưa nhỉ? Nó cũng tương đương với lộ trình. Khóa học cũng là lộ trình từ A đến B đúng không? Cũng là cô sự đúng không? Còn lộ trình đi từ D đến D cũng là lộ trình. Được chưa nhỉ? Cô sự nha, đáp án chúng ta là cô sự. Ok. Đấy, mình vừa giải thích rồi. Còn goal có nghĩa là về đích đúng không? Ví dụ chạy marathon nhỉ? Đúng không? Đặt là về đích, goal start. Hay là ghi bàn nhỉ? Cho bóng đá sút vào chẳng hạn. Goal start nhé. Center là center rồi, trung tâm. Còn scene, nào từ scene đây bằng với là ba mền bằng cảnh thì sẽ cảnh trong một phim chẳng hạn đúng không? Ok, là câu tiếp theo nhá. Cốt bằng kia gọi là cô độ mà. コード。はい。彼はほにゃらら車を欲しがってるけれど、買うお金はないようだ。はい。1番、単に。あ、はい。2番、次第に。3番、しきりに。4番、ついに。この辺に変わるで。もはい、ばーぼん。Ăn đi. Với mỗi người một câu này, 3 4 1 2. 2 3 4 1 này. 4 này. 3 này. Ok. Đâu rồi?
ghê nhở, câu này chị không biết xem gì ạ. Có một bạn này, có bạn vừa nói đúng cái này này. Ở đây chúng ta sẽ dịch từng đáp án một nhá. Thứ nhất, thân ý đơn giản đúng không? Đơn giản. Vì anh ấy thì đơn giản rất là muốn ô tô à, nhưng mà dường như anh ấy không có tiền để mua. Câu số 2, sidai ni dần dần. Đúng không? Sidai ni dần dần ですね. Tiếp theo, skiri. Skiri nó diễn tả một cái cảm xúc nhiều lần đúng không? Hay là một cái gì đó lặp đi lặp lại nhiều lần, hay là liên miên này, hay là suốt này, mưa liên miên này, mưa suốt này, đúng không? Skiri ni amega futteru. Được chưa? Mưa liên miên, mưa suốt này. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có đáp án của chúng ta là đáp án số 3 luôn. Skiri ni tức là gì ạ? Muốn ô tô suốt thì không dịch được, chúng ta chuyển sang một từ khác, đúng không? Muốn ô tô từ lâu rồi chẳng hạn, đúng không nào? Anh ấy đã thích ô tô từ lâu rồi nhưng mà dường như chưa có tiền mua. Tha thiết thích ô tô thì nghe nó câu nào không hợp lý lắm. Thì trong tiếng Việt mình có từ là từ lâu rồi, là thích. Được chưa nhỉ? Ok. Đấy, con số 4, suy thì là lỡ là gì đó, đằng sau nó hay đi kèm với xi mau hay chặt tạ. Được chưa nhỉ? Nhà hàng Cantic xong thì xem mày cười cả Gia Long. Hay. Câu tiếp theo, 86. Kono kōshō de wa shokuhin nanigan shite iru. 1 番. Sōzō. Thế nhỉ? Sōzō. Sōzō đây là gì đây? Sōzō là chữ sáng, chữ tạo thì là gì nhỉ? Sáng tạo, được chưa nhỉ? Hay. Tiếp theo, sô vẫn là sô được này, chữ này là chữ sắc cự đúng không? Đáp án sô sắc cự. Sáng tạo này làm ra một cái gì đó này, tạo ra một cái gì đó này. Ví dụ hai con này nó gần giống nhau này, được chưa? 1 và 2 gần giống nhau, được nhỉ? Hay. Con số 3 là gì đây? Xê dô. Đấy, các bạn nào học từ vựng từ mới rồi thì sẽ biết thôi. Seizo là gì đây? Seizo là sản xuất. Đến nhỉ? Đấy. Xê xác cự là chế tác, đúng không? Là chế tác. Chế tác là làm ra một sản phẩm gì đó, như kiểu là tác phẩm nghệ thuật đấy. Đến nhỉ? Chế tác ra một tranh, bức ảnh chẳng hạn. Đến nhỉ? Thì chúng ta sẽ có là gì? Sản xuất gì đây? Đây là gì đây? Nó chính là sản xuất rồi, đúng nhỉ? Sokuhin o, đúng không? Kono kōshō de wa sokuhin o seizō shite iru. À, trong xưởng này đúng không? Trong xưởng này thì người ta đang sản xuất gì nhỉ? Đồ ăn, đấy, thực phẩm, sản xuất thực phẩm. Ok. Ví dụ là hai cái nghĩa này tương đồng với nhau thì là không ấy rồi. Được chưa? Không chọn được đâu. Và tiếp theo nhá. Nhưng mà mình xin hai con số 87. Ô gì đây? Otosama ですね. Otosama ni. Otosama ni. Nani? O karada wo o daiji ni to chitaete kudasai. Chitaete kudasai na gì đây? Chitaete kudasai na gì? Hãy cho tôi gửi lời hỏi thăm. Được chưa? Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bác nhà, đúng không? Otosama ni đến bác nhà gì chưa? Mong bác gì nhỉ? Giữ gìn sức khỏe. Đang không được. Imade mo. Kure mo. Thế là jitsuni. Đúng không? Jitsuni. Bằng vô cùng này sẽ có tsune ni. Chỉ là này có tsune ni. Tsune ni bằng mẹ itsu mo. Nào, cho vào xem câu nào đúng. Đây rồi, ni. Kure là gì đây? Kure mo là gì đây? Đen. À rồi, kure mo là gì đây? Là gì nhỉ? Kính mong hay là kiểu rất mong ấy nhỉ? Đây, gửi đây hỏi thăm đến bác nhà
rất mong gì nhỉ, rất mong gì nhỉ, bác giữ sức khỏe, rất mong, rất mong bác mau chóng lành bệnh chẳng hạn, kiểu gì kính mong đúng không? Này, ok, được chưa nhỉ? Ai có thứ này à? ひどいことを言われて彼女が怒るのもわないですね。怒るのもわないですね。はい。一番はディライ無実。無実なぜ？冒頭ですね。冒れ無実。冒頭無実。でたよ。無視。じゃない無視ですね。Đây là mưu ですね. Mưu dịch, mưu sĩ. Mưu sĩ bằng phân là. Đúng không? Bằng từ phân là. Mang nghĩa như vậy. Tiếp theo. Mưu ghen. Mưu ghen là vô hạn. Mưu ghen. Vô hạn. Được chưa? Hai. Hai. Ok. Mưu đi là vô lý ですね. Mưu đi. Nào. Câu này có khó rồi. Bạn làm đi. Hai. Vì sao? Không vô lý à? Thế thử dịch câu này thế nào? Nếu mà là 4 thì thử dịch câu này thế nào? Hay, nó là vô lý thì là gì nhỉ? Không vô lý à? Ai dịch câu này cho mình thế nào? 2, 4, 3, 1nổi giận thì nói dài dòng. Cứ đôi mới là dài dòng, còn hì đôi cơ mà. Hì đôi là bị nói một cách thậm tệ. Không có tức giận vô cớ. Kinh khủng, cô dễ hiểu. Việc cô ta bị mắng tức giận là cũng không giận đối với cô. Ok, câu này dễ rồi. Câu này dễ rồi. Chúng ta sẽ có đáp án chúng ta gì nhỉ? Yong ban sẽ mưu đi. Chúng ta có từ này mưu đi hoặc nai hay là mưu đi mô. Mưu đi mô nai bằng với lại là mô chi rôn. Chúng ta cứ dùng từ mô chi rôn để chúng ta dịch thôi. Là đương nhiên. Để nhé. Hay bị nói một cách thậm tệ như thế. Hi đôi của tổ. Để nhé. Yêu hoa để bị nói một cách thậm tệ như vậy. Nên cô ấy cáo là điều đương nhiên rồi. Đúng không? Tận là điều đương nhiên rồi. Ok, không hề vô lý thì bằng đương nhiên, đúng không? Nó dịch đơn giản như thế thôi. Hay mưu đi một này, mưu đi một này. Tiếp theo, ông gắc cử nà ra. Ông gắc cử nà ra. Nani nani, kan kê naku, nan de mo kikimasu. Nếu mà là cả nhà thì gì nhỉ? Chẳng liên quan gì, cái gì tôi cũng nghe. Nán đế mộ kiki mà. Cái gì tôi cũng nghe. Hai. 1 bàn case. 2 bàn class. 3 bàn stage. 4 bàn genre. Genre. Ngữ pháp khó vậy không làm được thì không có gì. Hai. Ok. 4 bàn lĩnh vực. 3 bàn thể loại. Nào, chúng ta có gì nhỉ? 1 bàn case. Case bằng trường hợp. Nó có nghĩa là trường hợp bằng là by ですね. Case. À, case. そういうケースが多い. そういう場合が多い. ね. 2 bàn class là lớp học. 3 bàn stage là sân khấu. Stage.
thì đâu đấy, thế đẹp dân dự là thể loại đúng không? Hay tôi nghe hết gì nhỉ, bất chấp thể loại gì đúng không? Cái nhà cái tôi cái gì tôi cũng nghe bất chấp thể loại đúng rồi. Ok, tiếp theo nhá, câu số 90, câu số cuối cùng. Hay Yamada-san wa 私の何々の友達だ。一番、これ、読んで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 、đôi chữ như kiểu là nước Đức nhỉ, đôi chữ, đôi chữ, đôi chữ, không có trường hợp này là đôi chữ. Tiếp theo, man ishi, à, man ishi không đỏ, man ishi đỏ. Thế nào? Hay một nhà Yamada là người bạn duy nhất của tôi, đúng không? Duy nhất. Duy nhất sang mỗi người chặt 3, chặt 4. Hay chữ này là chữ duy, chữ này là duy nhất, người bạn duy nhất của tôi. Hay yu itsu. Hay than itsu là gì nhỉ? Đơn nhất, tức là một cái đó, duy nhất một cái đơn nhất rồi được kìa. Đôi chữ là đồng nhất, chữ này đồng nhất. Man nichi này, chữ vạn, chữ nhất thì có nghĩa là gì nhỉ? Chẳng may chẳng hạn, đúng không? Chẳng may lỡ, tức là trong thì là 10.000 trong một vạn này có một cái thì sao, được chưa? Thì mình thì chẳng may hay là lỡ chẳng may nữa xảy ra chuyện đó thì sao, đúng không? Được chưa nhở? Đấy, xong rồi, bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta nhau ôn lại một tí nhá, cùng nhau ôn lại này. Đấy, con này ok rồi. Còn trước này, dân dự là thể loại đúng không? Thể loại nào thì tôi cũng yêu đúng không? Càng kề nạc cự, thế nhỉ? Tiếp theo, muri wa nai, muri mo nai, bằng cái là gì nhỉ? Mochiron, thế chứ nào? Tiếp theo, hay, tsudeni bằng gì? Bằng itsumo, lúc nào cũng đúng không? Gure, gure, gure là kính mong, rất mong, nhỉ? Kính mong, rất mong. Tiếp, kozo thì bằng gì nhỉ? Chế tạo cái từ xe đô đang số 3 đúng không? Ừ. Đang sản xuất, nó nghĩa là sản xuất, được chưa? Hay tiếp đây này, skiri có nghĩa là lặp đi lặp lại nhiều lần đấy. Như này nhỉ? Anh ấy thích xe ô tô từ lâu rồi, hay là có nghĩa là liên miên nhỉ? Mưa gì nhỉ? Mưa liên miên, à, mưa liên miên man nhỉ? Đúng không? Chư ý là gì ạ? Lỡ làm điều gì đó, thấy chưa? Câu này xin là bằng cảnh, ví dụ cảnh quay nhỉ. Cô sự thì có hai nghĩa đúng không? Một là gì nhỉ? Khóa học, đúng không? Nhưng mà nếu mà đi với những cái động từ ở di chuyển, cái aruku kia thì nó là lộ trình, thì sẽ sambo chẳng hạn, đúng không? Aruku sambo thì nó là lộ trình nhé. Cô sự này. Đấy. Tiếp theo, đây kyo là khéo léo này, đúng không? Khéo léo. Còn trên kia có từ panku, panku là cái thùng lốp xe, đúng không? Đây là từ Zoto, Zoto trong anime, trong truyện tranh hay trong manga thì có nghĩa là gì nhỉ? Mày được đấy, mày giỏi đấy, đến đấy, lại đây, đúng không nào? Tiếp theo, Mikake, Mikake là về bề ngoài này, Mikake là về bề ngoài. Tiếp, Kariya là sự nghiệp rồi, đúng không nào? Kariya, sự nghiệp. Tiếp theo, Sasoku, đọc ngay bằng cái sư hữu này. Yagate kìa, chẳng mấy tóc này. Chẳng mấy chốc mà cơn mưa sẽ tắt, đúng không? Chẳng mấy chốc mà tôi đã 30 tuổi. Tiếp theo, TID tức là chăm sóc cây ở dưới nhà trường này, đúng không? Tiếp, Pika Pika tức là sáng bóng loáng, đúng không? Tiếp, Honne. Honne là gì? Nói chuyện một cái thật tâm này, đúng không? Honne là số 32 này. Tiếp, số 76, Kasede tức là kiếm tiền, đúng không? Thằng này các bạn người ai cũng biết rồi, đúng không nào? Hôm nay đi vào sớm thế, đúng giờ mà.
các bài hôm nay dễ nên là gì nhỉ, xong sớm chưa? Không bấm được rồi, thì quảng cáo một tí. Được chưa? Hay, bài học ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Ok. Minasa, otsukaresama deshita. Nha. Đấy, nhắc lại một lần nữa nha. Sinh nhật 1 tuổi trong tháng 5 này sẽ tặng thêm 2 tháng thời hạn trong mỗi khóa học. Ví dụ khóa học là 5 là 4 đúng không? Đã có 10 tháng thì cộng thêm 2 tháng. Chúng ta cầm bò á nhỉ. Đấy, là 3, 6 tháng chẳng hạn thì sẽ cộng thêm 2 tháng là 8 tháng. Được chưa? Đấy, cái thời gian cái gì đó tặng thêm 2 tháng thì nó vẫn là 2 tháng. Được chưa? Ví dụ đây có 13 tháng thì cộng thêm 2 tháng là 15 tháng. Đúng không? Gói combo này, gói combo, gói lẻ chẳng hạn. Ví dụ một từ khoán là 3, 6 tháng thì cộng thêm 2 tháng là 8 tháng. Thế nào? Đấy. Nhá ra, kêu ạ, otsukaresama deshita. Mata ne. Hai, ご清聴ありがとうございました。バイバイ。Phải về với con đây, phải về với con gái đây, chị Quỳnh đây. Tắt đường nhỉ. Kết thúc vậy ạ.